chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha keo để dán cách nhiệt nha các bạn. Đầu tiên chúng ta muốn dán cách nhiệt á, chúng ta phải mua xăng. Này mình mua một lít xăng này các bạn. Và một cây cọ lăn diệt bỉ. Các bạn phải xài cọ lăn diệt bỉ lông nó dày nha các bạn. Mình lăn tấm tôn nó mới chất lượng nha các bạn. Keo nó mới thấm vô. Hiện tại giờ cây cọ này bữa hổm mình lăn rồi, keo nó đã bị dính rồi nè. Phải đổ xăng vô. Đó các bạn thấy không? Mình đổ xăng vô cây cọ nè, cho keo nó giãn ra, lông rồi nó tươi ra các bạn. Nó mới thấm keo vô. Giờ chúng ta lăn xuống đây. Và phải có một cái mâm như vậy nha các bạn. Đó, chúng ta lăn cho cây cọ này nó thấm keo nó nở ra. Thấm ba cái xăng nè, nở cái tan keo ra các bạn ơi. Đó. Cái cạo. Nhúng cái nữa nha các bạn. Đây. Đó, bây giờ là lông của cây cọ nó đã tưa lên này các bạn. Các bạn có dán cách nhiệt á, các bạn đem mua đem về nhà tự dán á, các bạn làm theo cách của mình nha. Đơn giản nhưng mà rất hiệu quả nha các bạn. Rồi. Và nếu mà chúng ta muốn dán được cách nhiệt á, chúng ta phải xài keo của dán về dán cách nhiệt nha các bạn, keo chuyên dụng nha. Đổ vô em Linh. Đổ vô em. Nữa đi, tới 3-8 lần. Thôi. Sau đó chúng ta lăn cho cây cọ này với keo hòa chung với nhau đều lại. Đây, các bạn biết sao không? Cái này mình dán có 3 tấm mà, nên mình pha keo rất là ít nha các bạn. Các bạn đừng có nên pha xăng nhiều quá, lỏng keo thì keo nó không có dính cách nhiệt nhiều. Chúng ta pha, chúng ta canh coi như đặc đặc vậy nè các bạn, vậy là ok nè. Lấy cái dao ra chưa? Rồi chúng ta cạo ra, cây cọ mình nó còn dính xăng ở trong đây các bạn, cạo cho hết ra. Rồi chúng ta mới ấy lại một lần nữa, chúng ta lăn lại một lần nữa nè, các bạn thấy không? Chúng ta vuốt một vậy, để làm chi, keo mình nó đỡ hao. Nếu các bạn mà không vuốt một vậy đó các bạn, keo á, nó dính ở trong cây cọ nè, lăn nó gớt xuống tấm tôn hao keo lắm. Các bạn đó, có mua tôn đó các bạn, mà các bạn cần về nhà để dán ở nhà đó cho kỹ á, tôn nó dính đó, thì các bạn làm theo cách của mình chỉ nha. Mua keo của chỗ bán tôn đó, các bạn mua keo rồi các bạn mua cọ với lại xăng vậy các bạn pha là ok. Bây giờ để cho em mình Linh nó sẽ quay cho các bạn lăn cho các bạn coi nha, một thử một tấm nha các bạn. Lăn lên. Keo cho thấm đều tấm tôn kỹ nha các bạn. Keo á, dính vô tấm tôn này xài mới được lâu. Mấy anh em mình ở đây làm kỹ lắm các bạn ơi. Cái này là mình dán cách nhiệt 10 ly nha các bạn. Cánh giữa cái lên ơi, gió quá. Các bạn ơi, mình đã hướng dẫn các bạn cách pha keo dán cách nhiệt là như thế nào rồi đó các bạn. Các bạn hãy đón xem những video sau của mình nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn.